Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc muốn Việt Nam cảnh giác trước cách mạng màu Ngày 19 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay, Trung Quốc nhắc nhở Việt Nam về cách mạng màu khi tân đại sứ tới Hà Nội. VOA cho biết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 17 tháng 9 đã tiếp đại sứ Hà Vĩ đến trình quốc thư và chào xã giao sau khi ông này được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Trung Quốc tại Việt Nam thay cho ông Hùng Ba, người vừa kết thúc nhiệm kỳ ngày 30 tháng 8 sau gần 6 năm tại vị. Và đây là hình bài trên VOA. Cùng ngày, ông Vĩ tới Việt Nam nhận chức đại sứ ngày 11 tháng 9, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đã đăng tải một bài viết cảnh báo về cách mạng màu, kèm theo video của truyền hình quốc phòng Việt Nam về nguy cơ cách mạng màu trong giáo dục vốn đã không còn được lưu truyền trước đó. VOA cũng cho hay, Video phóng sự không để cách mạng màu đổi màu giáo dục của Quốc phòng Việt Nam đăng tải ngày 21 tháng 8 nhắm vào đại học Fulbright Việt Nam có vốn tài trợ hoàn toàn của Mỹ. Phóng sự này sau đó đã bị cơ quan truyền hình của Quốc phòng gỡ xuống sau khi vấp phải phản ứng từ trường đại học này và cả công chúng. Vụ việc sau đó được làm sáng tỏ khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng ca ngợi các hoạt động của trường trong hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ. VOA cũng lưu ý, mặc dù vậy, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ngày 11 tháng 9 đăng lại video này với những lời lẽ kèm theo cho rằng chiêu bài cách mạng màu đã liên tiếp được Mỹ và các thế lực thù địch sử dụng và để lại hậu quả vô cùng nặng nề hay việc chuẩn bị cho cách mạng màu của Mỹ thường được thực hiện thông qua các tổ chức phi chính phủ. Cũng trong đăng tải gốc kèm với video phóng sự, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc nhắc nhở rằng Trung Quốc và Việt Nam đều là hai nước xã hội chủ nghĩa do đảng Cộng sản lãnh đạo, cần phải cảnh giác cao trước các thủ đoạn cách mạng mạo của các thế lực thù địch như Mỹ. Sau đó, vào ngày 12 tháng 9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã gỡ bỏ video này và xóa bỏ những từ ngữ nhắc đến Mỹ khi nó về cách mạng mạo. Ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. VOA đã không nhận được phản hồi của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng cũng như của Bộ Ngoại giao Việt Nam khi yêu cầu bình luận về sự việc trên. Theo VOA, những lời kêu gọi này của Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang có chuyến công du đầu tiên trong tư cách người đứng đầu Quốc phòng Việt Nam tới Mỹ và trước thềm chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm. Ông Giang đã tới ngũ giác đài gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 9 tháng 9 trong chuyến thăm mà giới phân tích cho là đặt nền tảng cho việc Việt Nam có khả năng mua máy bay, bay vận tải quân sự từ Hoa Kỳ trong năm nay. Trong khi đó, theo truyền thông trong nước, ông Tô Lâm sẽ tới New York vào ngày 21 tháng 9 để giữ hội nghị thượng đỉnh tại Liên Hiệp Quốc và sau đó làm việc tại Mỹ trước khi đi thăm Cuba. VOA nhắc lại, trong bài viết hiện vẫn còn trên trang Facebook, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc nhắc tới tuyên bố chung Trung Quốc và Việt Nam vào tháng 8 khi ông Tô Lâm thăm Bắc Kinh. VOA trích dẫn tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, tân đại sứ Trung Quốc khi tới nhậm chức ở Việt Nam ngày 11 tháng 9, kêu gọi Hà Nội và Bắc Kinh cùng nhau hợp tác để củng cố tình đoàn kết và quản lý những khác biệt bằng sự kiên nhẫn khi phát biểu trước các nhà ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam sau khi đáp xuống sân bay quốc tế nội bài. VOA dẫn lời Tổng bí thư Tô Lâm trong khi tiếp tân đại sứ Trung Quốc nói rằng Việt Nam coi sự phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nội loạn trong Bộ Quốc phòng, hai tướng Giang và Cường bất hòa. Đại tướng Phan Văn Giang đi lên từ chức Tổng tham mưu trưởng, còn Đại tướng Lương Cường đi lên từ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Trong chế độ độc tài Cộng sản, quân đội lại có loại tướng văn chuyên bơm chất kích thích mắt Lenin cho quân lính. Đấy là tổng cục chính trị, một đơn vị chuyên làm công tác tư tưởng trong quân đội. Từ thời xưa, quan văn và quan võ thường không ưa nhau. Mỗi khi đất nước đứng trước nguy cơ chiến tranh, bên văn thường hay chủ hòa, còn bên võ thì hay chủ chiến. Bên văn chê bên võ là võ biện, hữu dũng vô mù. Bên võ thường chê bên văn là hèn nhát. Nếu ở triều đại minh quân, vua biết chọn bề tôi trung nghĩa thì sự đối chọi giữa quan văn và quan võ không gây gắt nhưng nếu ở dưới thời hôn quân thì sự chống đối bè phái gây ảnh hưởng diễn ra triền miên khả năng cao ông lương cường sẽ là chủ tịch nước sau hội nghị trung ương mười cộng sản không có một minh quân nào các tổng bí thư hầu hết đều là hôn quân chỉ khác nhau về mức độ độc tài và hà khắc quân đội được xem như là một nhà nước thu nhỏ là nhà nước trong nhà nước họ có tòa án riêng, có cơ quan điều tra riêng, có cơ quan tình báo, vân vân Và quan trọng nhất, trong quân đội có hai hệ thống văn và võ song song tồn tại. Nhóm lợi ích bên tổng cục chính trị, không ưa bên tổng tham mưu trưởng và ngược lại. Họ đấu đá với nhau từ năm này qua năm khác để giành từng vị trí và ảnh hưởng. Cuối năm 2020, đầu năm 2021, tướng Phan Văn Giang, tổng tham mưu trưởng, đại chiến với tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị để giành nhau ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Kết quả, ông Cường thua trắng bụng nên đành tiếp tục ngồi ghế cũ, chịu sự chỉ đạo của tướng Giang. Là ủy viên Bộ Chính trị nhưng lại phải ngồi ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là nỗi nhục đối với Lương Cường. Giới văn hay chê giới võ là võ biền nhưng lại thua giới võ trong trận đấu quyết định ghế Bộ trưởng. Ngồi ghế chủ nhiệm tổng cục chính trị hơn 3 năm thì Tướng Cường được ông Trọng kéo ra khỏi quân đội và giao cho ghế thường trực ban bí thư. Tuy nhiên, ông ngồi ghế này chưa lâu thì ông Trọng qua đời và Tô Lâm nhảy ra thay thế. Hội nghị trung ương 10 sắp tới, khả năng cao ông Lương Cường sẽ trở thành chủ tịch nước. Lúc đó ông đã thoát khỏi ban bí thư, nhưng nếu không chịu hòa hợp hòa giải với Tướng Giang thì chẳng khác nào ông tự làm yếu mình dư luận trong nước cũng như quốc tế đánh giá rằng phe quân đội đang muốn trỗi dậy để cân bằng quyền lực với Tô Lâm. Nhưng với thực tế, nội loạn trong Bộ Quốc phòng vẫn chưa được giải quyết thì bài toán khó không phải trên tay Tô Lâm mà là trên tay Lương Cường và các tướng quân đội khác. Ông Phan Văn Giang từng chiến thắng ông Lương Cường tại Đại hội 13. Nội loạn bao giờ cũng tự làm chính mình suy yếu. Trong nội bộ đảng chia phe, đánh nhau hết hiệp này đến hiệp khác, hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác. Như vậy chỉ khiến đất nước khốn đốn, khiến đảng phải cầu cạnh sự bảo hộ của Trung Quốc. Và nhờ đó, Tập Cận Bình vẫn chi phối Việt Nam thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong phạm vi hẹp, khi bộ quốc phòng có nội loạn thì Tô Lâm hưởng lợi nhiều nhất. Hiện nay thế lực duy nhất có thể cân bằng quyền lực với Tô Lâm chính là quân đội. Nhưng nếu quân đội tự làm suy yếu chính mình bằng sự chia rẽ thì trong tương lai Tô Lâm có thể loại bỏ lớp tướng tá hiện tại và đưa những tướng thân với ông lên. Trong Bộ Quốc phòng hiện có một thứ trưởng, thượng tướng là người gốc Hưng Yên. Ngoài ra Hưng Yên còn có một trung tướng, ủy viên Trung ương Đảng là Tư lệnh quân khu 1. Hãy xem thời gian tới, tướng Cường và tướng Giang sẽ giải quyết bất hòa như thế nào. Có lẽ Tô Lâm là người muốn biết kết quả nhất. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin nội loạn trong bộ quốc phòng, hai tướng Giang và Cường bất hòa. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.